Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng Good morning, gửi lời chào tất cả quý khán tác giả một buổi sáng thứ hai tuyệt vời. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào Anh Thủy, kính chào quý khán giả. Tại sao chúng tôi gọi là tuyệt vời? Ngọc Lan có biết hai sự kiện rất lớn trong hai tuần lễ tới là gì không? Hai sự kiện lớn trong hai tuần mm, lễ tới. Yeah. À, một cái là thứ hai tới đây sẽ là lễ Lao động Labor yeah. Day mình được nghỉ. Oh no, mình không được được nghỉ. Quý khán giả <laughs> được nghỉ. À, từng Cuối của tuần đó thì lại là Trung Thu. À. À, Trung Thu thì lý Đờn Sài Gòn TV có một chương trình rất là tổ chức rất là lớn ừ. ở ngay Phước Lộc Thọ. Thì hy vọng rằng là quý vị sẽ sắp xếp thời gian để đến tham dự cùng với lý Đờn Sài Gòn TV. Y chang luôn, thưa quý vị, nhanh quá, sắp tới đây mà đến ngày lễ. Và <laughs> những <laughs> ở sáng nay bởi vì sáng nay chúng tôi nghe là họ đã nhắc tới cái chuyện mà Labor Day rồi ừ. và họ nói rằng họ đang trông chờ bởi vì ngay bây giờ đó xăng nó không xuống mà xăng trong ngày qua nó nó nhích lên chút xíu thôi ừ. nhích lên có một vài sen gì đó thôi và họ lo ngại là nếu mà tuần lễ Labor Day mà bắt đầu đó là ngày thứ sáu 2 tháng 9 Chứ không phải là chờ đến ngày thứ hai thì họ nói rằng đa phần đó là người dân California hoặc là các nơi đó họ đã chuẩn bị đi từ thứ năm rồi thứ năm là uể oải để đi làm về đấy về tới nhà là chuẩn bị bởi vì thứ sáu họ xin nghỉ luôn nghỉ bắt cầu lên đến ngày thứ hai cho nên quý vị mới thấy là có những nơi mà họ chuẩn bị đến 7 ngày Labor Day vacation wow. wow. nghe sướng quá ha những nơi mà quý vị có thể đi 7 ngày Labor Day thì cái đó mình không nghĩ tới bởi vì ít ít ai mà hoặc là có những người mà họ đã À, có con đi vào trong uh, đại học hoặc là các nơi rồi thì họ nghỉ thôi thì dễ dàng lẽ đương nhiên uh, địa điểm ở California thì khỏi nói rồi nhưng mà ngoài California mình đi ở các nơi thậm chí um, 4 ngày cũng có thể đi sang Cancun hoặc là puto vallarta ở miền nam của nước uh, miền bắc của nước Mỹ nhưng mà miền nam của Cali này nhiều nơi lắm Thế thì uh, họ lo ngại là để các nhà chuyên gia về năng lượng đó họ chờ xem coi họ sợ đó là nếu mà số người đi di chuyển nhiều quá đó xăng sẽ lên trong ngày lễ Labor Day à, thêm một điểm nữa dự báo thời tiết đó, ngày thứ hai chủ nhật và thứ hai nhiệt độ trung bình ở miền Nam California ngoại trừ biển biển thì dưới 80 khoảng 80 độ nhưng mà xa xa biển một chút xíu đó nhiệt độ có nơi sẽ lên tới 103 độ wow. chẳng hạn như ở Anaheim có thể lên tới 100 103 độ đi vào xa hơn nữa vào phía vùng Indio vân vân Riverside, San Bernardino có nơi 107 độ cho nên ngày lễ Labor Day sẽ là ngày nóng thưa quý vị cho nên không có gì tuyệt vời bằng là đi biển ngọc lan ơi tốt nhất là đi biển còn đến trung thu của lưới đô sài gòn tv chúng ta làm sớm và làm trước một tuần 10 tây tháng 9 thứ bảy đó cho nên quý vị có thể ra Phúc lộc thọ để chung vui với các em tổ chức trung thu trong sự kiện hai tuần lễ tới anh Thụy hồi nãy nhắc đến uh, chuyện rằng là các em học sinh bắt đầu đi học trở lại ừ. trong cái lúc nhắc đến tin tức mà hai tuần lễ tới mình vừa có lễ lao đầu, ừ. vừa có lễ cho trung thu cho các em ừ. ngày hôm qua đó thì Ngọc Lan đi vào IKEA mới thấy một hiện tượng đồng đó là nó đông đông kinh khủng đông mà từ bãi xe là là phải chờ mới có mà ai cũng Làm biết là ai kia đó. cái bãi xe rất là lớn, đúng, uh, mà phải chờ mới có chỗ đậu xe xong đi vào trong đông đông nghịch người, cái mình đến mà. ngay cái quầy mà ở trong uh, ai kia có quầy bán đồ ăn, ừ. đồ ăn đồ ăn rất là rẻ, yeah. người ta xếp hàng dài 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 rất là đông luôn, ừ. nhưng mà uh, ngồi mới biết rằng á uh, có có nhiều những cái uh, cái món ăn hay là người nhân viên ở ngay quầy đó ít xịt à oh, oh. cho nên đó là lý do tại sao mà người ta xếp mm. hàng đông rồi ví dụ như ngay cả cái quầy nước hồi đó ai mà đã đến ai kia rồi những cái máy nước ngọt á nó nhìn nói chung là nhìn nó rất là à, sơm tụ nhưng Đúng. Mà bây giờ cứ uh, out of service rồi oh, có oh. nhiều cái nó không có nhưng mà đông người thì rất là đông thì mới nhớ ra là nhiều em bắt đầu đi học trở lại những em sinh viên à, ừ. tuần tới nữa tuần tới nữa là các em trở lại trường thì cái chuyện mà phụ huynh đi mua sắm để cho các em chuẩn bị trở lại trường á nó nó làm cho cái không khí nó nhộn nhịp hơn à, nhưng mà có một cái điều ngọc lan thấy thú vị nữa mà dành cho những ai mà sắp sửa quý vị có ý định là sửa nhà xây nhà mà nhất là những căn nhà nhỏ nhỏ ví dụ như là cái garage mà ừ. muốn biến nó lại thành cái 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 phòng đi ngủ oh <laughs> nó có những họ bố trí những cái cái gian mà họ nói là đây oh. là cho cái nhà dưới 500 square feet tại vì nhiều cái Trong garage dạ yeah, họ wow. họ thiết kế cho mình nhìn thấy như một cái mẫu vậy hay đó mặt à. quá hay ờ, có Đẹp 400 quá. khoảng 475 square feet là bằng một cái garage lớn lớn đó trời ơi, họ làm mình bước vô ha phòng ngủ phòng khách phòng ăn nhà tắm mình nhìn họ bố trí sao biết. rất là đẹp đẽ mà đầy đủ hết thì ngọc lan nghĩ đó cũng là một cái uh, idea cho những ai mà sắp sửa ví dụ như mình tân trang nhà cửa hay mình muốn xây nhà hay mình muốn bố trí căn nhà Đúng. làm sao nhà mình nhỏ mà mình làm sao cho nó đầy đủ quý vị vào trong đó nó có nhiều Chụp lắm à, sắp xếp đúng rồi ừ. ngọc lan quay phim là luôn à, sắp phim. xếp lại hay, để cho uh... nó nó thật là đẹp hay là người ta có hướng dẫn ví dụ như là những cái uh, cái căn phòng uh, nhất là bây giờ người ta làm việc nhiều ở nhà thì họ hướng dẫn ví dụ như là bây giờ bố trí cái căn phòng cái office ở nhà làm sao cho cái giá nó vừa rẻ mà nó lại cái giá cả nó ok thì nhiều nhiều cái uh, ý tưởng để quý vị vào đó nhưng mà đông đông quá luôn á yeah. Ở Việt Nam mình không biết làm sao nhưng tôi thấy đa số là không có minimalist. Minimalist là những người họ người Nhật đó ừ. Trưng bày trong phòng nó trống thật trống luôn nhưng mà nhìn vào vẫn thấy ấm cúng như thường. Đó là cái nghệ thuật còn chúng ta thì cứ để lung tung hết ừ. cần phải có tủ rồi phải có bàn phải có đủ thứ mọi thứ hết cả thì sắp xếp làm sao à, trong khi đó một tin không vui lắm nếu quý vị nào còn chờ đợi để mà nhận những cái bộ thử nghiệm covid 19 từ chính phủ đã trước đây họ cho miễn phí gửi đến nhà luôn ừ. một người bao nhiêu bốn bộ phải không no hai lần được hai lần luôn yeah, được hai lần Tức mà à? lần sau á được nhiều hơn là lần đầu nữa wow yeah thì tin ngày hôm qua họ nói rằng đến thứ sáu này là hết rồi không gửi nữa xong oh. họ, họ không gửi nữa bộ thử nghiệm nữa đã cho test ở nhà đó à, chính phủ cái số tiền mà có để mua đó gửi cho người dân nó cạn kiệt rồi à, bởi vì uh, chính phủ khi mà họ có cung cấp một cái ngân sách gì đó thì trong một thời gian thì hết thôi chứ không phải là hoài được một phần nữa uh, mặc dù uh, vấn đề mà nhiễm bệnh vẫn còn như chúng tôi đã thưa tuần rồi đó Bây giờ tới uh, BA5. Ừ. loại uh, biến thể phụ của Omicron uh, bây giờ nó là BA5 rồi. Thì vẫn có người nhiễm nhưng mà các uh, giới chức trong cơ quan uh, CDC kiểm soát dịch bệnh đó thì họ xem là nó trở thành một cái loại dịch cúm thường rồi. Cho nên cuối cùng các bộ xét nghiệm quý vị nào bị đó thì mình không biết được có được xét nghiệm miễn phí hay không chắc còn. Nhưng mà riêng với cái tin tức liên quan đến chính phủ mà người đến nhà cho quý vị đó không còn nữa. Uh, hiện nay thì bản tin không cho biết là mình có gọi lên hoặc là có liên lạc những ai mà đã từng liên lạc để nhận gửi về nhà là xong rồi hoặc chỉ có giới hạn cho mỗi gia đình bao nhiêu đó thôi còn uh, từ bây giờ đến thứ sáu này những gia đình nào chưa nhận được đó hoặc là uh, chưa có điền đơn xin đó, thì có thể từ bây giờ đến thứ sáu này là hạn chót để gửi về đến nhà ngân sách hết thì uh, chính phủ nghĩ rằng uh, Số người nhiễm bệnh COVID-19 bây giờ cũng giảm khá nhiều và các phương pháp chữa trị cũng tốt hơn nữa. Mặc dù uh, những ai mà uống Ploxivir chẳng hạn như uh, Tổng thống Biden rồi uh, Phu nhân Tổng thống Joe Biden đó, cả hai khi mà được uh, chữa trị bằng phương pháp trị liệu Ploxivir vẫn bị nhiễm lại như thường. Ừ, cái điểm lạ đó là đầu tiên là test negative sau đó được chữa trị xong rồi test một lần nữa vẫn bị uh, positive trở lại. À, cho nên uh, đó cũng là lý do uh, những người được chữa trị hoặc là những ai đã từng uh, chích ngừa rồi đó thì uh, cơ quan uh, CDC họ nói vẫn nên chích ngừa mỗi khi mà chính phủ uh, kêu gọi từ bây giờ đến tháng 10 này thưa quý vị là mùa cúm trở lại họ lo sợ sẽ có một cái đợt bùng phát dịch COVID-19 BA5 hoặc là BA6 vì thế vẫn kêu gọi quý vị vẫn nên trích ngừa liều phụ trợ. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi và kim thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy và bảy Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng. Hoàng chụp Thủy trở lại với tất cả quý khách thính giả rất nhiều nơi đang khô hạn California, Nevada, Utah vân vân. vậy mà có nhiều nơi lũ lụt bởi vì cái tình trạng hiện nay cái biến đổi khí hậu nó làm nhiều nơi thì nước thì đầy hết có những nơi thì khô cạn, thậm chí ở Trung Quốc ngày hôm nay cũng đang rơi vào tình trạng thế thảm luôn thưa quý vị. Chưa bao giờ có là khô cạn hết tất cả các dòng sông không còn nước À, ngược lại thì ở Mississippi ngày hôm nay đến giờ phút này đó mưa vẫn rơi chỉ từ đến tối nay đã theo dự trù thì có thể là mưa, mưa bớt thôi và đến ngày mai thì là bắt đầu mưa giảm và họ hy vọng cái tình trạng lũ lụt giảm và ngay từ tối hôm thứ bảy đó là ông thị trưởng của một trong những khu vực ở Mississippi đã kêu gọi người dân phải di tản À, vì à, cái nước à, lên quá cao họ lo sợ là các con đập con đê đó nước sẽ tràn bờ thậm chí có những con đập thủy điện đó nước hiện nay đã lên tới đỉnh rồi ở bìa nước rồi họ nói rằng chỉ cần thêm một trận mưa nữa là sẽ tràn ngập vào các à, khu vực của thành phố cho nên hiện nay à, à, người ta kêu gọi đó là quý vị chịu khó rời khỏi nhà rồi sau đó hãy quay trở lại một trong những nơi mà bị uh, lệnh phải di tản khẩn cấp từ uh, khuya hôm thứ bảy á, sang chính chủ nhật nó cũng khá trễ rồi. nhưng mà họ nói những ai còn có khả năng rời được bởi vì họ nếu mà không có rời đi đó thì xe hơi mà rời khỏi cái uh, khu vực Jackson á sẽ bị kẹt ở trong thành phố luôn không đi đâu được hết á. Cho nên họ nói còn có những nơi nào mà nước nó chưa có gây ảnh hưởng để xe di chuyển ra khỏi thì có thể rời. Quý vị có thể tưởng tượng không? Có những nơi nước mưa mà nó ngập lên tới 34 feet, 10 thước. Wow! Thì không hiểu như thế nào để có thể um, sống được ở những cái khu vực này. Thậm chí có những nơi chẳng hạn như dòng sông Pearl. Ở nơi đây có dòng sông Pearl ở Mississippi nước đã tăng cao tới 35,5 feet vào sáng hôm nay và trong cái khu vực Jackson này có tất cả 150 căn nhà ngập hoàn toàn. quý vị tưởng tượng nước mà lên cỡ đó đó thì làm sao mà sống được? cho nên họ nói ít nhất là khu vực của 150 căn nhà ở thành phố Jackson là phải di tản. Hiện nay thì cái vùng hạ lưu nước đổ đổ ra biển không kịp. À, vào cái thời gian mà mưa lớn như thế như quý vị nhìn trên bản đồ à, những nơi mà cái đám mây mù mà nó nhiều như thế này đã từ à, Florida cho đến à, Mississippi ở đây nè yeah, đều bị ảnh hưởng rất nặng một nơi thì chúng ta đang cần mưa khủng khiếp cần nước khủng khiếp một nơi thì lại thiếu nước trầm trọng à, thưa quý vị hôm à, tối thứ bảy vừa rồi đó thì à, một và một cái bi kịch gia đình đã xảy ra khá là thương tâm đó là khi một người chồng đã bắn chết người vợ xong rồi quay súng tự sát luôn. Cả hai người này là đang trong cái tình trạng là ly hôn mà có một đứa con trai. Đó, à, hai vợ chồng này á thì ở ở cái vùng mà ben Sedina. Thì lúc mà khoảng 10 gần 11 giờ tối đó cảnh sát được gọi tới thì lúc đó sự việc đã xong rồi. À, ông chồng á 37 tuổi, uh, Mendo Garcia 37 tuổi uh, đã đến nhà của cô vợ của mình 27 tuổi, cô vợ uh, Sylvia Garcia ừ. bắn xong rồi tự tử. Thì cảnh sát nói rằng là đây là một cái bi kịch gia đình mà nếu như những cái người mà thay vì những người thân quen, quen biết của họ đó, bởi vì những cái người mà khi mà người ta có ý định người ta tự sát á người ta tự giận đó thì thường họ hay bày tỏ cái điều đó với một ai đó hoặc là họ có những biểu hiện họ những cái muốn nói trước khi mà họ đi đến cái chuyện mà hành động thì nếu như những người thân quen mà thấy người thân của mình người quen biết của mình có những cái cử chỉ những câu nói những cái biểu hiện đó thì nên nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát hoặc là những cái số mà người ta là hotline báo cho những cái trường hợp có ý định tự tử như vậy nhưng mà đây là một cái bi kịch đối với những người mà ly hôn Uh, đây là cái trường hợp mà nhiều người người ta không chấp nhận được người ta không chấp nhận được cái chuyện ly hôn hoặc là do trong quá trình ly hôn nó có nhiều cái vấn yeah. đề nó xảy ra ví dụ như đôi khi liên quan đến tranh chấp mà nhất Đúng, là tranh chấp tranh, con, con cái ông, là cái đó là, là cái cái điều yeah. mà sẽ dễ dẫn đến những cái xung đột nhất tranh chấp con cái tranh chấp về gia tài thì nó đưa đến những cái chuyện không hay thì trong trường hợp này là như vậy hai vợ chồng trên lệch nhau 10 tuổi Bà. Có một đứa con Người ta không có nói là đứa bé đã bao nhiêu tuổi Con trai con gái chỉ biết là để lại một đứa con thôi Còn hai vợ chồng thì chết hết rồi um, Mới đây chúng tôi xem một cuốn phim Cũng rơi vào cái hoàn cảnh đó Nhưng mà cuối cùng hai người này hiểu nhau được Thì họ thấy rằng Đứa nhỏ cần Sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ Nó không muốn ở giữa như vậy mà bố thăm có một vài ngày cuối tuần xong rồi sống với mẹ rồi nhiều khi mẹ lại có bạn trai khác cái chuyện nó rất là thường thấy trong cái xã hội Mỹ này à, cái cuốn phim rất hay cuối cùng thì cả hai người mẹ phần lớn ở đây đó là tòa thường thường là cho quyền chăm sóc là ừ. từ người mẹ người mẹ nhận thức được cái chuyện mà um, cuối cùng thì đứa bé nó cần đến bố cho nên bà đồng ý để cùng với nhau chăm sóc cho đứa bé À... tức là à, không còn à, giữ trong mình cái tự ái những cái hờn giận trước đây nhiều khi ổng mèo mạ gà đồng đại khái như thế nhưng mà cuối cùng vì hãy, hãy vì quyền lợi đứa nhỏ ngay cả trong những trường hợp có nhiều phụ nữ họ ghét chồng đến độ nó họ không muốn chồng đến gần đứa nhỏ luôn nữa cho nên không cho phép ông chồng thăm đứa con thì ổng nổi khùng lên mình mới. thực hiện cái hành vi mà à, nông nổi nếu mà em anh không có đứa con và không có em thì anh sẽ không để cho em có ai hả à? wow Ngọc Lan thấy là có nhiều người đó khi mà bước vào trong cái đời sống hôn nhân họ không có được như ý đó thì họ lại có một cái suy nghĩ mà Ngọc Lan nghĩ rất là tệ hại đó là họ xem đứa con á nó giống như là một cái vật gì đó của mình và họ dùng đứa con đó để mang ra mặc cả ở trong ừ. các cái cuộc uh, ly dị yeah. và đứa nhỏ lúc đó nó không được xem là một con người nữa ngọc lan thấy điều đó rất là tệ họ cố họ dành được đứa nhỏ để mà đôi khi chỉ làm cho người kia đối phương của mình á cái người cái người phối ngẫu của mình á bực tức thôi giống như một cái hình thức trả thù thì điều đó nó không có ngay cả trong trường hợp hồi nãy Ngọc Lan nói là thấy ai mà có cái tình trạng như vậy gọi cảnh sát đó cũng khổ lắm thôi chúng tôi đã biết rất nhiều cái trường hợp như vậy cảnh sát họ không can thiệp được à, cảnh sát chỉ can thiệp khi xảy ra biến cố mà thôi tức là cái người đó đã gây thương tích cho người khác hoặc là ngay cả những cái lời đe dọa này nọ à, quá nhiều mỗi ngày đi à, cảnh sát cho nên à, vấn đề chính là làm sao giải quyết cái tình trạng mâu thuẫn đó mà nhân nói tới trẻ em thì chúng tôi vừa vừa đọc được một cái cuộc nghiên cứu hay vô cùng và sắp tới đây họ sẽ mang thử nghiệm trên trẻ em nhất là nguy cơ các em bị bệnh tự kỷ lần đầu tiên trường đại học ở washington tiểu bang washington nghiên cứu và đã đăng trên tạp chí y khoa đặc biệt về nhãn khoa nghiên cứu về hệ thần kinh thì họ thấy rằng từ trước tới giờ đó phần lớn đó, các em bị tự kỷ có nhiều người cũng nghi nghi ngờ và khi các em vào chúng tôi biết được cái trường hợp đó khi mà các em vào độ hai ba tuổi đó các em thường hay lắc lư cái người đó là chúng chúng tôi nghĩ cái trường hợp dễ rơi vào cái hoàn cảnh tự kỳ lắm tức là các em ngồi yên không được mà cái cái lưng cứ đập vào trong ghế ngồi đâu là cứ ngồi gặp thường là như thế nhưng mà cái tuổi đó nó hơi trễ bố mẹ đó trong trường hợp này nhiều phụ huynh đó là sống trong cái tình trạng gọi là à, không chấp nhận sự thật tôi biết nhiều trường hợp lắm con bị tự kỷ mà bố mẹ cứ nói không, không có đâu nó, nó không có chẳng gì hết nó không có bị gì hết á à, nếu mà các em không nói thì lẽ đương nhiên đến đến độ ba bốn tuổi mà không nói chuyện đó là coi như là tự kỷ rồi rồi các em lắc lư vân vân thì ngày hôm nay thử nghiệm trên mắt có thể khám phá bệnh tự kỷ nơi các em từ sớm mời quý vị theo dõi thêm chi tiết về cuộc nghiên cứu rất là thú vị này ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam bảy một và bảy một bốn Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn 509 tám năm chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng. Lan Hoàng Trần Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang đề cập đến một cuộc nghiên cứu về tự kỷ nơi trẻ em từ trường đại học Washington và đã được đăng trên tạp chí y khoa thần kinh ngày hôm nay và họ đang nghiên cứu công nghệ để giúp cho phụ huynh trong tương lai có thể dễ dàng nhận ra con của mình mà lúc trẻ chứ không phải là chờ đến mấy tuổi rồi lúc đó cho nên hy vọng rằng cái tin tức này quý khán thính giả có thể theo dõi bởi vì những quý vị mang thai bị cái số mà trẻ em bị tự kỷ trong tương lai sẽ tiếp tục tăng uh, trên một trong một trăm một trăm trẻ em sinh ra ở Mỹ đó là cái tỷ lệ bây giờ là trên một phần trăm rồi và cái bệnh tự kỷ khắp nơi thậm chí có những gia đình tội nghiệp sinh hai đứa ba đứa thậm chí bốn đứa cả mấy đứa đều bị tự kỷ hết cái khó ở đây đó là tự kỷ nó có nhiều cấp độ khác nhau, có em tự kỷ rất là thông minh, có em tự kỷ thì nhất là trẻ em gái chúng tôi biết được đó, nó phá phách ghê gớm hơn nhiều và thường khi các em lớn lên có cùng một cái hành động nó giống giống nhau, không tập trung và không nhìn vào mắt người khác. Thì bây giờ cái cuộc nghiên cứu này họ gọi là phản xạ ánh sáng đồng tử. Cái tên hay ghê không? Mình như thế nào? cặp mắt của chúng ta đó thưa quý vị được cái trời cho là phản xạ theo ánh sáng ví dụ mặt mặt trời hoặc là đèn sáng đó thì trong đồng tử của chúng ta à cái đồng tử là cái phần đen này đó thưa quý vị đây cái phần đen này nè khi mà ánh sáng nhiều đó thì nó thu lại cho nên cái lens của cái máy chụp hình nó bắt trước cái đồng tử của con mắt này khi mà tự nhiên trời sụp tối đó là cái trồng đen này nó nở ra để nó thu ánh sáng nhiều hơn đó là lý do chúng ta cần có thời gian thí dụ như từ ngọc lan đi chợ về trời nắng ở ngoài đi vô trong nhà đó thì nó cần một thời gian có thể là vài giây để cặp mắt của mình thích ứng với cái bóng tối ở trong nhà đối với trẻ em bị tự kỷ đó nó mất nhiều thời gian hơn hay không và họ đã thực hiện mấy chục đứa nhỏ đó họ nói rằng có khả năng cái máy sắp tới đây đó mà cái máy này máy di động công nghệ đó quý vị giống như cái máy mà thử nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta bấm cái là mình biết liền thì cái máy nó sẽ chiếu một cái ánh sáng vào cái đồng tự này và cái máy đó sẽ đo được cái độ giãn nở của cái đồng tự là bao lâu và ừ. họ thử nghiệm trên trẻ em bị tự kỷ đó thì cái độ giãn nở này nó rất là chậm đó là lý do các em nhận thức rất là chậm với ánh sáng của bên ngoài và từ đó họ nghĩ rằng và khi mà so sánh ra đó phần lớn các em này bị tự kỷ à, phương pháp mới đó họ nói rằng việc ngày nay các nhà khoa học họ muốn chạy đua để mà tìm kiếm được cái phương cách thích ứng và chăm sóc cho trẻ em bị tự kỷ càng sớm càng tốt bởi vì họ thấy rằng nếu mà chúng ta khám phá được các em bị tự kỷ càng sớm đó thì những cái phương pháp hỗ trợ cho các em nhất là ngôn ngữ và những cái hành vi để giúp cho các em đó nó tốt hơn rất nhiều là càng về sau các em sẽ thích ứng tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta khám phá trễ đó, phần lớn đó, trong những cái thập niên trước đó, 4 tuổi. Lúc đó mới được chẩn đoán cái đó quá trễ rồi. Mà họ nói cần nhất đó là trong độ tuổi 2 tuổi đó 24 tháng là cần biết được các em Mà càng sớm bao nhiêu Thì cái phương pháp hỗ trợ Không phải là chữa trị nha quý vị nha Ở đây nó không có chữa được bệnh tự kỷ này Bởi vì nó về thần kinh rồi Nhưng mà hỗ trợ làm sao để các em Khi mà lớn lên đó, có thể tự chăm sóc cho mình Mà không cần đến người lớn Một cái tin vui cho người dân ở California này đó Chương trình chăm sóc cho trẻ em bị tự kỷ là tốt nhất trên thế giới luôn là một trong những quốc gia và một trong những tiểu bang có chương trình chăm sóc tự kỷ tốt nhất và vì thế đó California trong tương lai cũng sẽ cung cấp cho các gia đình những cái phương pháp nếu mà quý vị nghi ngờ họ nói rằng khó lòng cho người phụ phụ huynh biết được những cái phương pháp này cho đến khi nào về sau này sẽ có thêm các chương trình giáo dục để cho những cái phụ, phụ huynh mà có có mang thai đó phải chuẩn bị tinh thần rủi ro mà các em bị tự kỷ như thế nào. Cái điều khó ở đây đó là có nhiều cái chứng bệnh trong cả trẻ em đó người phụ nữ có thể khám phá khi mà nước ối. Ha? Ừ. Họ có thể thử trừ từ trong bào thai là có thể biết được các em bị bệnh à, từ vấn đề ma túy hay như thế này khác. Nhưng mà riêng với tự kỷ thì không biết được. Hy vọng trong tương lai 10-20 năm nữa họ có thể thử nước ối ở trong cơ thể Người phụ nữ mang thai có thể biết được Nhưng mà ngay bây giờ thì đây là cái phương pháp Mà chúng tôi thấy đó là sớm nhất Thậm chí họ nói phương pháp Mà áp dụng Phản xạ ánh sáng đồng tử Có thể áp dụng cho trẻ Mới sinh trong khoảng độ 16 tháng trở lên Thì nếu mà 16-17 tháng Mà thấy phản ứng của các em Từ đôi mắt của các em Mà nó yếu rồi đó Thì bắt đầu người phụ huynh Phải chăm sóc hơn tức là làm thế nào nói chuyện với các em tập cho các em nói thật nhiều thật tốt à, theo dõi các em bởi vì phần lớn những cái em này thứ nhất đó là nó năng động khủng khiếp bỏ ra nó chạy lung tung hết thứ hai là lắc lư trên ghế thứ ba là nó không nói chuyện nhưng mà đừng chờ đến khi các em không nói lúc đó đi khám thì quá trễ rồi họ nói là khám phá khám phá bằng cái phương pháp đồng tự này là tốt nhất trong tương lai thì tin tức này nó còn quá mới luôn thưa quý vị bây giờ họ đang tiếp tục và phải còn xin phép fda mới được áp dụng cái máy để chăm sóc cho các em nhưng mà đầu tiên là các bệnh viện hoặc là các phòng khám bác sĩ sẽ có được những cái máy này để giúp cho những quý vị mang thai hoặc là những quý vị mà mới vừa sinh con và có cái gì đó nghi ngờ về đứa nhỏ mình phát triển không có bình thường như những đứa trẻ khác Ngọc Lan cũng nghĩ rằng là những cái phát minh này liên quan đến y khoa đó là giúp cho cả phụ huynh lẫn cái những đứa bé nó có yeah. một đời sống lành mạnh hơn, yeah. à, chứ sanh ra một đứa con mà nó có những cái cái khiếm khuyết, những cái khuyết tật á đôi khi nó rất khổ là lắm, tội đó. nghiệp. Khổ à, ví dụ như bây giờ những cái lúc mà người ta đi khám thai, người ta đã phát hiện ra được cái chuyện mà đứa nhỏ đó nó có bị cái bệnh chứng bệnh đau hay không, đó, bệnh bao đau, sinh hay trong. không, yeah. rồi lúc đó có quyết định là giữ đứa bé hay là không. Bây giờ đối với lại autism mà như anh Thụy nói đó uh, chiếm tỷ lệ là một phần trăm rồi một trăm yeah. đứa bé sinh ra có một đứa thì uh, cũng hy vọng rằng là um, những cái điều đó đó cho phụ huynh một cái cơ hội để người ta quyết định mặc dù cũng có phụ huynh đó họ không đồng ý với cái chuyện là bỏ đứa bé đâu họ nghĩ là đó là con thì họ phải nuôi thôi họ sẽ sanh nó ra và họ sẽ chăm sóc nhưng mà Ngọc Lan nghĩ nó thêm nhiều cái cơ hội cho người ta lựa chọn làm sao để cái đời sống nó nó được khỏe mạnh hơn à, thưa quý vị hôm rạng sáng ngày chủ nhật đó, khoảng 2 giờ rưỡi sáng thì đã xảy ra một cái vụ là hai chiếc xe bắn nhau ở trên đường ở Long Beach Yeah, và dẫn đến một chiếc xe nó tông vào một chiếc xe pickup truck rồi chiếc xe pickup truck đó tông vào nhà của một người dân nhưng mà may mắn là trong cái ngôi nhà đó đó không có ai bị thương tích hết ngoại trừ là ba người ngồi ở trên cái chiếc xe một trong hai chiếc xe bị bắn đó mà ngồi trên chiếc xe mà tông vào chiếc pickup truck thì ba người trên đó bị thương trong đó có một người phụ nữ có vẻ là bị thương rất là nghiêm trọng à, thì bây giờ cảnh sát họ đang điều tra họ lúc mà họ nhận được điện thoại đó là do cái chiếc xe pickup truck nó tông vào trong ngôi nhà à, mà quý vị nhìn thấy người ta đưa cái hình ảnh lên đó nó tông vào trong đó người ta thấy được à, hư hại những cái đồ vật ở trong nhà rồi sau đó khi mà đến nơi thì cảnh sát mới biết rằng ồ thì ra là có một cái vụ nổ súng à, bây giờ một cái chiếc xe mà trên cùng xe đó thương. cái người tài xế đó trên xe đó có bốn người thì người tài xế là người chạy và là người nổ súng rồi người phụ nữ mà bị thương đó là ngồi trên xe đó cùng với hai hành khách khác thì người tài xế đó là đang bị bắt giữ à, với cái tiền tại ngoại hội tra là 60.000 đô la riêng cái chiếc xe thứ hai tham gia vào cái cuộc bắn nhau ở ừ. trên đường này thì chiếc xe đó còn đang lẫn trốn cái người à. tài xế đó chưa có bị bắt thì bây giờ người ta đang kêu gọi cái sự giúp đỡ của công chúng xem là ai đã có chứng kiến những cái cái vụ này và biết gì đó thì sẽ báo cho cảnh sát biết một trong những vụ nổ súng thương tâm nhất là ở Indianapolis tiểu bang Indiana xảy ra vào hôm thứ bảy vừa qua chúng tôi có thêm bản tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng. Lát cho tôi trở lại với tất cả quý các khán giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn lựa Sài Gòn TV theo dõi cà phê sáng và thời sự thế giới trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo. Chúng ta đang đề cập đến một vụ bắn súng và hiện nay Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng như Bộ quốc phòng của Hà Lan vẫn chưa tiết lộ thêm các chi tiết. Họ chỉ nói dựa trên những cái thông tin từ Sở Cảnh sát Indianapolis thủ phủ của tiểu bang Indiana, nơi mà có luật lệ về súng rất là dễ dãi thưa quý vị người dân có thể mang súng ra ngoài đường như thường và vào à, tối thứ bảy à, hiện nay họ nói rằng có một cái vụ ẩu đả phía bên ngoài một à, phòng trọ nơi có ba người biệt kích Hà Lan cư ngụ. Ba người biệt kích Hà Lan này đã họ từ Hà Lan sang Mỹ để được tập huấn với à, quân đội Hoa Kỳ ở Indianapolis và tối thì họ về đây chương trình tập huấn kéo dài một vài tuần lễ và cái chuyện đó là cái chuyện phối hợp giữa hai bộ quốc phòng và quân đội lẫn nhau thường xuyên thế nhưng lần đầu tiên mình mới thấy được xảy ra cái vụ nổ súng à, bộ quốc phòng họ im lặng hoàn toàn không nói gì hết họ nói tất cả những cái thông tin đó họ để cho sở cảnh sát mở cuộc điều tra thì không biết vì lý do nào cảnh sát nói rằng xảy ra một cái vụ ẩu đả phía bên ngoài cái nhà trọ hampton inn này và lúc đó người ta nghĩ có thể là có ba người biệt kích vấn đề mà họ buổi tối đi ăn tối uống bia vui vẻ rồi có thể là xảy ra cái vụ đụng chạm đánh nhau ở bên ngoài này ba người biệt kích này từ bên trong ra để mà can thiệp thì đó là hai cái nguồn tin mà người ta có thể có được à, thứ nhất là cả ba người này đều involve tức là can thiệp hai là đạn bị bắn lạc vào thời điểm cả ba người biệt kích này có mặt tại hiện trường. Hậu quả là ba người biệt kích này bị thương. Trong đó có một người nguy cập. Ngay lập tức thưa quý vị, khi mà vào tối thứ bảy đó, là một trong ba uh, người bị tình trạng nguy cập được đưa vào bệnh viện đó, là người nhà được báo và họ đã tức tốc bay từ Hà Lan sang Hoa Kỳ này và để đến thăm tin tức vào sáng ngày hôm nay báo cho biết là một trong ba người bịt kích đó đã qua đời vết thương quá nặng hai người còn lại vẫn đang được chữa trị à, cảnh sát vẫn còn tiếp tục mở cuộc điều tra và à, nghi can người nổ súng và trong trường hợp này chưa có những thêm những cái thông tin nào mới nhất chỉ có được biết là sáng ngày hôm nay một trong những người bịt kích Hà Lan tử vong um, một cái tin vui vẻ hơn liên quan tới tiền Liên quan tới tiền ừ. là thấy vui rồi, à, dành cho dân California. À, cũng là liên quan đến cái tiền mà kỳ rồi mình à, đã đề cập đến nhiều lần. À, họ trem, gọi lắm, là lắm, trem <laughs> Inflation Relief, dành cho cái tiền mà giúp cho cái chuyện mà giảm lạm phát đó. À, hôm trước thì người ta đã đưa ra những cái người nghe ra đó thì có vẻ là ai khai thuế thì mới được cái khoản tiền này yeah. bắt đầu gửi ra là vào tháng 10 tới đây nhưng mà hôm cuối tuần đó người ta cho biết rằng là à, nhiều người sẽ có thêm nhiều người nhận được cái tiền này và ngọc lan nghĩ đó là cái điều mọi người muốn nghe à, trước đây chỉ nói là những người khai thuế tức là miễn làm sao trong hồ sơ khai thuế có Đúng. cho dù quý vị có một đồng cũng là cũng cũng nghĩa là có phải cái thu khai nhập thuế mới được yeah. nhưng mà bây giờ đó thì những người mà quý vị không có đi làm không hồ sơ khai thuế coi là zero hay là những người đang được cái những cái trợ cấp xã hội, những người lãnh tiền già, tất cả quý vị đều có nằm ở trong cái diện là được nhận cái tiền hỗ trợ này. Uh, tiền uh, gọi là giảm lạm phát đó hay là trước đây họ gọi là cái tiền này là gọi là middle class tax refund ừ. có nghĩa là tiền uh, hoàn thuế dành cho từng lớp trung lưu tức là những người đi làm mới có thì bây giờ cả những cái người mà nhận cái trợ cấp xã hội uh, những cái đó thì quý vị đều có được hết giống như là những người mà người ta đã chia ra À, những người mà thu nhập thấp á, Hay là những người mà nhận trợ cấp xã hội Thì Ngọc Lan nghĩ là rơi vào trong Cái khoản tiền mà quý vị được lãnh nhiều nhất ừ. Tức là thu nhập mà dưới 150.000 đô la Thì quý vị sẽ được Đối với người mà khai thuế một mình á, Thì sẽ được nhận là cái tiền này là 350 đô la ừ. à, Đối với cặp vợ chồng Mà dưới 150.000 đô la đó Thì quý vị sẽ được nhận 700 Còn đối với những người mà trên À, từ 150.000 cho đến 250.000 thì quý vị được nhận 250 đô la ừ. Còn ai á, từ trên 200.000 cho đến dưới 500.000 đô la Thì quý vị được nhận 200 đô la ừ. à, Còn trên 500.000 một năm á, thì không nhận được đồng nào hết Thì đối với những người mà không có được một cái không có income á À, thì quý vị sẽ nhận ở trong cái khoản đó tức là nếu như một cặp vợ chồng già thì quý vị sẽ được nhận 700 đô la ừ. còn nếu như có một cái người khai theo gì đó thì quý vị sẽ nhận được tối đa là 1.050 đô la ở ừ. à, trước đây wow. có những cái cái khoản tiền mà ví dụ như cặp vợ chồng đó à, ví dụ được nhận đến cái số tiền là bao nhiêu rồi cứ một đứa con ăn theo đó thì sẽ ừ. nhận được thêm vài trăm thì bây giờ chỉ maximum là chỉ có kể thêm một người thôi À, một vợ cặp vợ chồng được nhận 700 đô la bây giờ có một đứa con thì được thêm ba trăm rưỡi nữa là một ngàn năm mươi trăm một ngàn 50 đô la nhưng mà nếu có 5 đứa con thì cũng chỉ maximum là như vậy đó là dành cho những người như Ngọc Lan nói là không có income, không khai thuế và những người dưới, thu nhập dưới 150 đô la, còn trên đó thì số tiền nó sẽ giảm xuống từ từ thì đây là một cái tin vui cho mọi người tại vì trong thời gian qua nhiều người hỏi giờ tôi không có khai thuế gì hết thì tôi có được hay không hay là như vậy chỉ có những người đi làm mới được thì đây là câu trả lời là tất cả quý vị đều được mà chờ đến tháng 10 à, tuần rồi um, Lý Do Sở TV cũng uh, chuyển đến một cái bản tin liên quan từ Sở Thuế IAS đó Họ nói năm nay họ sẽ dành tới cả tỷ Mỹ kim bồi hoàn thuế ừ. cho những quý vị nào khai thuế trễ vì lý do Covid-19 và bị phạt tiền lấy phi. Thì Vậy. bây giờ sở thuế thì không biết mỗi hồ sơ nó như thế nào nhưng mà tất cả những người trong cái giai đoạn mà khai thuế 2020, 2021 à đều à, bị ảnh hưởng bởi vì cái à, cái số tiền mà quý vị phải nộp phạt liên quan đến đóng trễ đó. À, họ có cái thời hạn ấn định à, Với điều kiện mà quý vị đã khai thuế Hạn chót là tháng 9 của năm ngoái Còn nếu mà quý vị khai thuế trễ hơn đó, Quý vị sẽ không được bồi hoàn Cái tiền lây phi Và cái lây phi đó Đôi khi nó cũng đắt lắm Gây ảnh hưởng đến nhiều người Nhưng mà phải trả cái lây phi Nếu vì lý do um, Xin hoặc là Cái khó ở đây có những người mà khi mà khai thuế họ muốn xin extension đó yeah. là họ phải đóng đóng trước cái đã rồi mới xin extension để mà nộp hồ sơ thuế sau còn nhiều tin tức nữa liên quan đến Ukraine và Nga cũng như hồ sơ của cựu tổng thống Trump đến đâu rồi mà quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.